Thu chân lên luôn, hai tay đưa lên là một. Rồi một. Vòng gạt hai tay nè, vòng gạt hai tay bước rồi đi luôn không có dừng. Rồi đưa hai tay ra nè, đảo nè, bọc qua đầu nè, tay nằm dưới đặt lại nè, mà cái chỗ này nè, chỗ này thường là cuộn tay về hông là không có chính xác, không cuộn cuộn tay là không có về hông, cuộn tay là bọc đầu luôn. Rồi bọc đầu xong mới về hông. Tiếp. Dừng vừa thôi đừng có màu rộng quá. Tiếp. Gạt cái tay vừa qua cái thân người nó hơi rộng đó. Tiếp. Đảo đảo. Tiếp. Cái chỗ chuyển 53 là chúng ta lưu ý lại ha. Chuyển hai tay, tay nào trước tay nào sai. 23 là chuyển nè. 1, chuyển tay nào. Bây giờ là chúng ta coi lại, chuyển là chưa rút chân. Chuyển tay đầu tiên chưa rút chân. Rồi, tay thứ hai mới rút chân. Rồi, bọc luôn. Rồi. Bọc, bọc phải, bọc trái. Liên tục. Nhưng mà mình đi, nếu mà mình chưa bọc mà mình đi rút tay á là mình không đồng bộ. Nè, mình bọc tay trái trước nè, rồi vừa tay phải là cái chân mình vừa kéo là tay vừa tay là đồng bộ. Nè, rồi cái đó là cái tiếp phối đồ, tiếp mình phối đồ. Tiếp là bốn. Kiếm đâu? Chiến lược 25 mời thủ nhảy về đâu. Lưu ý cái chỗ súng nè, đó. Chúng ta tư thế mình ngồi, ngồi chấm gò, chấm gối, một chân chấm mà gối dựng lên nè. Rồi tiếp, chiến lược 28, đầu là của chiến lược 12. Tiếp tục đã tạt độc lái, bài chỗ này nhảy hồi về nè, nó hai tay nắm đấm. Rồi 29 chuyển qua gạt tấm mút kém chết thấp xong kém đá bật đá thẳng xong kém tới rồi kém trên rồi đúng rồi, rồi gạt rỉa ngang rồi một vòng đứng một vòng ngang thì mình làm sao cho tròn, kéo cái tay làm sao một phần đứng một phần ngang để kéo về thủ luôn, một phần đứng một phần ngang. Tiếp chiến lược 17 đầu rồi thủ chiến nói ra hai đứt tay dẫn vô chuyển gì thỏa mãn
bên trái, rồi bảo tiếp. Nói chung là chưa khởi động á, tại máy nó chưa trơn, thông cảm. Nhưng mà mấy bài này mấy anh này cũng không, từng có dương vàng mà thì chưa khởi động. Thứ hai đây là động anh đã gì? Rồi bài này sao? Có gì không? Đánh cái lưng, hoặc lưng luôn, lưng, lưng, lưng luôn. Lưng luôn. Bây giờ sau này mấy bạn đánh là lưng để. Ờ, cứ vậy nè. Đầu đúng, lọc ra là cửa. Ta coi lại chỗ này nè. Thứ nhất là mình bước chân lên, mình đảo cái tay nè là không có dừng ở đây, không dừng nha. Bước lên là đi lên luôn. Khi bỏ ra nè, vừa bỏ ra. Đồng bộ nè. Thấy không? Thấy không? Bỏ ra. Là hai cái rời rồi không, mà đưa ra nè, đánh cái tay này. Đưa ra đánh cái tay nè, tại thì tôi cũng bỏ lâu rồi đánh đó không được à, mình đánh sao giận cơ. Đó vậy đó, đánh nó vậy được thôi. Nắng nè, nhấp người nè, đảo lên gạt số 1, gạt lên bọc đầu, gạt lên bọc đầu với thông, gạt tới này, gạt tới này, tắt, tới tay này nắm, gạt bọc bọc, không, bước lên nè, có dừng chỗ này không mày, không có dừng, đảo đi luôn, hả? Em hỏi chỗ. Có 15 nữa. Cho em hỏi chỗ phần đảo chỗ 29 đó thầy, cái đảo mà vòng cái 29, chiến lược 29. Dạ. Thầy có thể làm chậm lại cho em quay được không thầy? Bây giờ thay vì hỏi ông vòng chủ đề nguyên đánh lại bài mẫu rồi đúng không? Chủ đề nguyên đánh lại.
nhiều người mà hay là tại nhiều chỗ nó không thống nhất quá. Sát thầy đánh cái thầy tới thì chắc là dòng nghe thầy mỗi thầy có mỗi đầu nó có những cái dòng. Còn mấy chỗ có chỗ mà chuyển qua từ 29 chuyển qua 30. Dạ đúng đúng rồi. Em chín. Thì đảo chém. Thấp chứ không cao nha. Thấp. Rồi. Vuốt qua sao? Một vòng đứng nha. Một vòng ngang. Đào đánh sao nó tròn. Một vòng đứng. Một vòng ngang nè. Ngang lại không? Ngang. À, mình đánh nhanh quá mình không thấy đồng đứng nè, mình dẻo chuyền rồi chậm đôi tay sao à, mình đánh chậm nó không có tròn được, chứ mình đưa qua vậy là mình đánh này nó qua luôn nè, thấy không? Còn đánh chậm lát nó rối, đánh chậm biết là chỗ nào đưa qua, đánh chậm một vòng đứng ngang nè, vòng ngang nè, đây vòng đứng nè, thấy không? Vòng ngang nè, đưa qua đó. Nên nhiều chỗ đó anh cứ dài thôi. Có lẽ là để cho thầy quyết định là thầy cái bài đó. Chứ là nhiều thầy chỗ thầy tự tâm nó kéo thì nó hơi khác á. Nếu mà các bây giờ những cái bài đó, đúng rồi chứ hoàn chỉnh là bằng hình lại. Tại vì các bạn đang có quay video lại là chỗ bài thì tâm tâm hồi nãy thì một số đầu thì chỉnh nó hơi khác á. Lấy cái video đó xong rồi chia sẻ lại cho các bạn khác. Không, video thì coi mình nhớ đây, mình thống nhất đây thôi. Còn mình không chia sẻ được tại bài nó chưa chính xác thì băng hình của ban tổ chức đưa ra mới chính xác, chứ còn mình giờ tự mình truyền đại là mình chỉ nghiên cứu mình nắm lại mình trực tiếp là nha. Thì bây giờ mình cũng còn thống nhất lại tại quốc lại, chứ mình đâu có chia sẻ cái này có những cái mình còn thống nhất lại. Chia sẻ về là sai hết.